Mến chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Tin cực nóng, ca sĩ Đàm Tấn Cướp gặp biến lớn khi bị đưa ra tòa vì liên quan đến bản quyền. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay Tòa án Nhân dân quận 10 TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử nhạc sĩ Nguyễn Trường Nhân sinh năm 1984 kiện ông Huỳnh Minh Hưng, tức là nam ca sĩ Đàm Tấn Cướp liên quan đến bản quyền ca khúc là Chút Tình Phai. Tuy nhiên, thì phiên tòa sáng nay đã tạm hoãn để thu thập thêm chứng cứ. Vụ kiện này được nhạc sĩ Nguyễn Trường Nhân gửi điều kiện đến Tòa án Nhân dân quận 10 với lý do vào năm 2012, nam ca sĩ Đàm Tấn Cướp này sản xuất album Gốc Khuất có ca khúc Chút Tình Phai giống hệt với bài là Chút Tình của Nguyễn Trường Nhân. Ca khúc Chút Tình Phai được ghi tên tác giả là Trương Tuấn Huy. Nhạc sĩ Nguyễn Trường Nhân khẳng định trong ca khúc Chút Tình Phai giống với ca khúc Chút Tình nằm trong tuyển tập nhạc Vị Ngọt đã được đăng ký tác giả bản quyền số 1406 năm 2006, bản quyền tác giả do Cục Bản quyền tác giả văn học nghệ thuật ký vào ngày 30 tháng 6 năm 2006. Trong đơn kiện, Nguyễn Trường Nhân yêu cầu phía ca sĩ Đàm Tấn Cướp phải cải chính tên tác giả bài hát và Chút Tình Phai trên báo, đồng thời đòi bồi thường lên tới 200 triệu đồng. Khi tòa thụ lý, phía nhạc sĩ Nguyễn Trường Nhân đã xử yêu cầu và yêu cầu bồi thường 150 triệu đồng. Tòa án Nhân dân quận 10 đã mời hai bên lên hòa giải, tuy nhiên thì tất cả đã 5 lần 7 lượt đều hòa giải không có mặt của Đàm Tấn Cướp vì trốn tránh, mà chỉ có luật sư của ca sĩ này là tham gia. Phía luật sư của Đàm Tấn Cướp thì nói rằng album Gốc Khuất được ca sĩ và được công ty Tiếng Hát Việt sản xuất, và phía nam ca sĩ Đàm Tấn Cướp là đã mua lại bản quyền ca khúc Chút Tình Phai từ nhạc sĩ Trương Tuấn Huy, và phía ca sĩ Đàm Tấn Cướp chỉ được mời thu và chưa từng là biểu diễn bài hát ở bất kỳ một sân khấu nào. Phía Đàm Tấn Cướp nói rằng là đối tượng tranh chấp của ông Nhân là công ty Tiếng Hát Việt chứ không phải là phía ca sĩ nam ca sĩ Đàm Tấn Cướp này. Một nguồn tin thì cho biết nam ca sĩ Đàm Tấn Cướp còn nói rằng chính công ty Tiếng Hát Việt cũng biết nhạc sĩ Nguyễn Trường Nhân là tác giả. Sau khi phía là nhạc sĩ Nguyễn Trường Nhân phản hồi, phía công ty đã cải chính. Sau 6 năm hòa giải, Tòa án Nhân dân quận 10 đã đưa vụ kiện ra xét xử. Tuy nhiên, do phiên tòa không có mặt nhạc sĩ Trương Tuấn Huy nên tòa đã hoãn xử để mời nhạc sĩ Trương Tuấn Huy đến tòa. Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, quản lý nam ca sĩ Đàm Tấn Cướp cho biết phía ca sĩ đã ủy quyền cho luật sư và chờ phán quyết của tòa. Thưa quý vị và các bạn thân mến, tôi ạ mụ bông vạn thọ héo ạ. Mụ đừng chán vì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án liên quan đến cô siêu Nguyễn Phương Hằng sẽ không dậm chân với công an TP.HCM đâu. Vì luật có quy định rõ ràng mà mụ là luật sư, thế thì có việc gì phải lo lắng và tỏ ra chán nản. Chỉ là sau vụ này thì có thể là sẽ dẫn đến việc không để lọt tội phạm thôi. À, mụ và các đồng đội của mụ vừa là nguyên đơn vừa là bị đơn thế nhỉ. Thế thì mụ mệt thật, chán là đúng, xin lỗi mụ nhé. Chán thì chán, dẫu gì mụ là luật sư nhà báo, ai đời lại bị là đi bấu víu vào mấy thành phần phản động như vậy, mà mụ lại cố gắng dẫn dắt là bơm đạt rồi, tình hình tài chính của Đại Nam vững chắc lắm, ngân hàng OCB người ta công bố rồi mà, cẩn thận nhé mụ. Mụ bị đoàn luật sư TP.HCM kỷ luật và khai trừ phải không? Luật sư Hồ Nguyên Lễ là trưởng ban khen thưởng kỷ luật của đoàn luật sư TP.HCM nhỉ? Chả trách gì, mụ hận ông ấy thế, lúc nào cũng cố gắng là xúc xẻm và kể ra thì mụ dai và bận tính phết. Đáng ra, mụ nên tự đánh giá lại tư cách đạo đức nghề nghiệp của mụ trong vai trò luật sư thay vì hận thù người khác. Mụ đừng là dọa cộng đồng chúng tôi nữa, YouTuber giờ ạ. Chắc gì mụ đã giỏi hơn chúng tôi mà dùng luật để đe nẹt chúng tôi. Yên tâm, chúng tôi thượng tôn pháp luật lắm và chỉ phân tích phản biện mụ dựa trên sự thật thôi. Tôi cảm thấy đâu đó trong giọng điệu của mụ có vẻ trách móc cơ quan công an rồi. Đừng nên như thế, bỏ thói quen không tốt này đi. Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ làm ra ngô ra khoai các sự vụ và các thành phần liên quan trong drama này. Mụ cũng có phần mà, đâu sẽ vào đấy, bình tĩnh nhé. Ây da... Cảm ơn mụ đã lên tiếng vụ tin giả bác sĩ khoa. Anh Nguyễn Đức Hiển, đương kim phó báo pháp luật từng chia sẻ rằng là thông tin giả này và đã bị phạt. Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ làm ra và làm rõ, không phiền mụ giải trình nhé. Bởi những người yêu sự thật không tin mụ nữa đâu. Mụ sắp hết bài rồi, tôi cùng cộng đồng mạng sẽ theo dõi mụ sát sao. Thưa quý vị và các bạn thân mến, một thông tin có thể nói là rất là vui khi mà cụ tổng lệnh cho Bộ Công an sờ gáy khẩn vụ việc từ thiện của bác sĩ Khoa cũng như là sự việc của anh nhà báo ớt sừng ớt nghé. Coi như chuyến này thì chiếc ghế của anh phó tổng ớt sừng sẽ lung lay rồi quý vị. Như chúng tôi vẫn hay thường nói, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng,
khi mà các bác tại tứ trụ đã ra tay, mọi việc sẽ sớm được sáng tỏ. Như quý vị đã biết thì 50 giám sát viên cấp cao trung ương rồi đại tá Đinh Văn Nơi cũng đã về thành phố Hồ Chí Minh để tham gia rà soát điều tra vụ việc cô Siêu Nguyễn Phương Hằng. Đây chính là giây phút cô Hằng bắt đầu lội ngược dòng, từng em một sẽ bị đưa vào lò. Vừa qua thì như quý vị đã biết, Công an Bình Dương đã khởi tố vụ án liên quan đến cô Phương Hằng. Nguồn cơn đến từ 6 lá đơn khởi kiện cô Phương Hằng và một trong số đó có lá đơn của anh Ớt Sừng. Hiện tại mới khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can nên chúng ta chưa biết bị can trong vụ này là ai. Nếu mà cô Phương Hằng có dấu hiệu vi phạm thì cô ấy đã bị khởi tố. Còn nếu như cái anh mà Ớt Sừng không chứng minh được hành vi phạm tội của cô Hằng thì ông ta dính ngay vào tội vu khống. Chưa kịp định thần thì mới đây Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tuyên bố đang điều tra lại vụ án liên quan đến vụ việc kêu gọi từ thiện của bác sĩ Khoa. Như quý vị đã biết, hành vi của bác sĩ Khoa rút ống thở đã được các cơ quan nhà nước xác nhận rằng hành vi này là sai và chưa được giải quyết dứt điểm, mới chỉ có 50% của vấn đề là hành vi sai. Vậy còn khoản tiền khổng lồ đó nó đã đi đâu, về đâu hả anh Ớt Sừng? Nó có còn tồn tại hay không và tồn tại bao nhiêu thì tôi và quý vị không biết được. Có lẽ rằng anh Nguyễn Đức Hĩ này và những người làm với cơ quan báo chí, một người nào đó trong cơ quan chính quyền nhà nước bỏ qua cái sai việc này mà ở đây chính là thành phố Hồ Chí Minh. Một sai sót cực kỳ lớn và nghiêm trọng vì nó đã vi phạm pháp luật của hình sự. Tại sao? Nguyên tắc của pháp luật hình sự là không bỏ lọt tội phạm. Chúng ta yêu cầu Bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phải rà soát và làm rõ mọi vấn đề thực sự được sáng tỏ và xử lý triệt để vấn đề này để tránh gây bức xúc trong một bộ phận người dân. Đây cũng chính là phi vụ kêu gọi từ thiện mùa dịch Covid mà ông anh là Đức Hĩn dính vào. Cụ thể thông báo mới nhất của Bộ Công an như sau. Công an tìm nạn nhân quyên tiền cho nhóm từ thiện lừa đảo của bác sĩ Khoa ngày 25 tháng 4. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang điều tra xác minh tin báo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đăng các bài viết gầm nhằm là gây quỹ từ thiện và nhận tiền từ những nhà hảo tâm để trục lợi. Do Nguyễn Thị Minh Thi, 24 tuổi, ngụ tại tỉnh Bến Tre, cùng đồng bọn thực hiện. Sự việc được phát hiện vào năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan cảnh sát điều tra là xác định vào năm 2018, Thi đã lập và quản lý quỹ nhóm từ thiện 82 trên Facebook nhằm mục đích kêu gọi bán hàng gây quỹ từ thiện và nhận tiền từ những nhà hảo tâm. Đến ngày 7 tháng 8 năm 2021, thành viên Trần Khoa của nhóm này đã đăng bài viết về câu chuyện bác sĩ Trần Khoa là trước khi rút ống thở của mẹ bị nhiễm Covid-19 nguy kịch để nhường sự sống cho sản phụ sắp sinh nở và thực hiện mổ bắt con thành công. Thông tin trên đã gây chấn động dư luận xã hội, sau đó có nhiều cá nhân tổ chức cảm động cho câu chuyện trên đã ủng hộ tiền, tài sản cho Thi, nhóm từ thiện 82 của bác sĩ Trần Khoa, rồi bị các đối tượng này chiếm đoạt để phục vụ công tác điều tra xử lý sự việc. Và cơ quan cảnh sát điều tra công an đã thông báo mời những cá nhân tổ chức đã ủng hộ tiền, tài sản cho Thi, nhóm từ thiện 82 và bác sĩ Trần Khoa đến đội 8, cơ quan cảnh sát điều tra, địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, Cầu Kho, quận 1, điện thoại 0693187244 gặp điều tra viên Trần Văn Trí để cung cấp thông tin. Vừa rồi là toàn bộ thông tin điều tra mới nhất của Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể thấy dù đã vài năm trôi qua và anh Hiến nghĩ rằng sự việc của ông Khoa cũng đã trôi qua êm đẹp khi mà chỉ bị phạt 5 triệu thế là xong. Nhưng nào ngờ giờ đây nó vẫn đang tiếp tục bị điều tra làm rõ. Còn nhớ trong vụ việc này, anh Đức Hĩn cũng đã chia sẻ thông tin kêu gọi từ thiện giả. Tuy nhiên, sau đó ông ta lên tiếng giải thích nhưng phần đông người dân cho rằng lời giải thích chỉ là ngụy biện, bởi với cương vị một phó tổng thì không thể nào có việc xuề xòa thông tin và đăng tải thông tin một cách ngẫu nhiên không kiểm chứng như vậy. Thậm chí có người còn đặt nghi vấn ông ta có ăn chia gì với hội nhóm kêu gọi từ thiện hay không. Bản tin Hồng Biến TV xin điểm lại một số thông tin từng gây nhức nhối của ông Nguyễn Đức Hè này như sau. Phó tổng biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Hĩn và là một cựu nhà báo là Hoàng Nguyên Vũ vừa bị phạt hành chính về chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên Facebook liên quan đến vụ bác sĩ Khoa rút ống thở của mẹ. Ngày 9 tháng 8 năm 2021 cho biết, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với chủ thể là đăng ký và sử dụng tài khoản Facebook Nguyễn Đức Hĩn và Hoàng Nguyên Vũ về việc cung cấp chia sẻ thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19 của thành phố. Vào cùng ngày, Sở Thanh tra Thông tin và Truyền thông đã ban hành là quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai chủ khoản là chủ tài khoản Facebook này và hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội theo điểm A khoản 1 điều 101 Nghị định số 152020 Nghị định Chính phủ của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông.
tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và mức phạt mỗi người là 5 triệu đồng. Trước đó vào ngày 7 tháng 8 năm 2021, thì trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một câu chuyện về một vị bác sĩ tên Khoa làm sản khoa. Theo trang Facebook cá nhân của người có tên Khoa này, thì việc bác sĩ đã tự động rút ống thở của cha mẹ mình để cứu một sản phụ mang thai đôi. Sau đó vị bác sĩ này đã tự tay đỡ đẻ thành công cho sản phụ. Facebook không chỉ có thông tin mà còn có hình ảnh cả em bé mới sinh. Câu chuyện này đã được hai Facebooker nổi tiếng ở Việt Nam là Nguyễn Đức Hĩn và Hoàng Nguyên Vũ là đưa tin trên Facebook cá nhân. Một số người nổi tiếng khác tại Việt Nam đưa lại thông tin nhưng cũng vào là để cảm ơn sâu sắc đến vị bác sĩ tin Khoa này. Tuy nhiên, vào ngày 8 tháng 8 năm 2021, cộng đồng mạng phát hiện nhiều chi tiết đáng ngờ về câu chuyện này, nhất là tại sao một sản phụ lại có thể nằm chung phòng với các bệnh nhân khác, và trên Facebook của bác sĩ Khoa đã biến mất sau khi bị cộng đồng mạng phát hiện là vào ngày 8 tháng 8. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh để vào cuộc xác minh thông tin vụ việc bác sĩ Khoa. Cũng trong cùng ngày, ngày 8 tháng 8 năm 2021 thì ông Nguyễn Đức Hĩn đã viết lời xin lỗi trên trang Facebook cá nhân của mình về việc là đưa tin này, nhưng ông cũng đồng thời cho biết mình đã thiếu bình tĩnh và kiểm chứng một cách cần thiết, dù sau khi đó ông đã nhờ anh em tòa soạn xác minh tin đến tận 2 giờ sáng. Theo báo chí, tại buổi làm việc với Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, hai là chủ tài khoản Facebook thừa nhận do mong muốn chia sẻ cảm xúc đối với sự hy sinh của bác sĩ Khoa, nhưng thiếu kiểm chứng thấu đáo nguồn thông tin trên nên đã cố ý chia sẻ thông tin theo nội dung đăng tải trên tài khoản Facebook Trần Khoa. Nội dung này là không có thật.